Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình về video chơi cờ. Mình sẽ đấu với kỳ thủ người Ukraine Elo 1573 và hơn Elo mình. Mình sẽ tường thuật lại ván đấu. Cao thủ người Ukraine cầm trắng đi trước và mình cầm đen. Khởi đầu. Ván đang tốt. E4. Mình đập trả rất tốt E5. Trắng đi mã F3, mã C6. Tượng C4. Đen đi, trắng đi. Đen đi, trắng đi. Ý đồ của trắng là ăn và dùng mã và tượng uy hiếp vào tốt F7. Nhưng mình đã nhập thành. Trắng đẩy tốt lên, đen đẩy tốt lên tấn công mã, trắng lùi mã về, đen đẩy tốt lên vừa tấn công mã vừa tấn công mã tượng, buộc tốt ăn tốt trắng ăn tốt đen, mã lên ăn lại và đe dọa hậu tấn công tốt, và nhưng hậu không dám ăn vì đang còn phải bảo vệ mã. Tốt đẩy lên, mã đẩy lên rồi gạ đổi mã, mã trắng mã đen, tốt đen ăn lại mã trắng, tượng trắng ăn tốt đen, đây là trắng bình xe M8 chiếu, vua lại chạy về F3. À, F1 và bị mất nhập thành. Hậu lại tiếp tục đưa hậu lên D4 và đe dọa nước chiếu hết F2 và bắt tốt B2 và bắt tượng. Nhưng trắng lại đáp trả bằng nước lùi tượng về và hậu thì đang còn phải bảo vệ tượng nên không dám ăn tốt B2. Trắng lại quân nước đi táo bạo là thí sẽ ăn tượng F3 và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Các bạn phải nghĩ sao về nước đi thiên tài này thì em đoán cũng comment bên dưới nhé. Thiên tài thì vẫn phải chết. Tốt đen để ăn ngay xe đen. Tốt trắng ăn ngay xe đen. Tiếp theo thì hậu ăn tốt. Tiếp theo thì hậu lên đây gã đuổi hậu. Trắng không đen không đuổi hậu và lùi hậu về chiếu. Vua sang đây và máy tính đánh giá đây là nước đi sai lầm hay chính xác là blunder. Tượng lên ăn và tấn công hậu và phong tỏa vua đê trắng. Vua trắng toàn rất cao. Tiếp theo là hậu xe ra tấn công hậu lại. Trắng không tấn quyết định chạy hậu và chiếu. Theo tôi ở đây thì hậu nên cản chiếu và gạ đổi. À không, hậu cản nó sẽ bị tượng xe cản và tượng trắng ăn tượng đen là hậu trắng. Tượng và đáp trả bằng tí tượng ăn chiếu. Nhưng đã quá muộn. Và đánh đến đây thì trắng đã phải dừng đồng hồ xuyên thua vì biết là không còn khả năng chống đỡ lại. Nên cao thủ người Ukraine là phải dừng đồng hồ xuyên thua. Nếu các bạn thấy ván đấu Nếu này các bạn hay chưa đăng ký kênh thì thì nhớ hãy ấn đăng like ký và kênh, đăng ký kênh. Ấn chuông
cho có tất mang những cả bình luận bên để xem dưới những ván cờ vua hay nhất của kênh Chess Giải Trí nha. xem những ván cờ hay nhất của Đây, kênh Chess những Giải ván cờ Trí vua nha. hay nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.